Rồi, thì hôm nay tôi là mèo hát, hôm nay tôi sẽ không hát nha các bạn. Và tôi sẽ cho các bạn xem đây là con cá sấu. Và con cá sấu này sẽ đi kiếm một con rắn, sẽ giết đối một con rắn. Và cuối cùng thì